Quý vị quan khách, quý doanh nhân doanh nghiệp đang đến tham dự trong chương trình Diễn đàn Hợp tác Phát triển Kinh tế, Bảo vệ Thương hiệu, Chuyển đổi số Doanh nghiệp Việt Nam và triển lãm Khảo sát Thương hiệu Vàng Chất lượng Quốc tế Nhãn hiệu Độc quyền năm 2022. Và chương trình được tổ chức tại Nhà hát Quân đội số 140 Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và ngay bây giờ đây, một lần nữa thì xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật năng lượng để chúng ta có thể bắt đầu chương trình ngay bây giờ được không ạ? Vâng, hôm nay chi nhánh Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình Diễn đàn Hợp tác Phát triển Kinh tế, Bảo vệ Thương hiệu, Chuyển đổi số Doanh nghiệp Việt Nam và triển lãm Khảo sát Thương hiệu Vàng Chất lượng Quốc tế Nhãn hiệu Độc quyền năm 2022. Kính thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý, các đại diện của các cơ quan ban ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị tài trợ, hỗ trợ và các vị khách quý, đặc biệt còn có sự hiện diện của các doanh nghiệp là những người đang hàng ngày, hàng giờ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trong cả nước. Và chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị 2, Văn phòng Chính phủ. Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nghiệp vụ, Tổng Cục Quản lý Thị trường. Xin được chào mừng sự hiện diện của ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nghiệp vụ, Tổng Cục Quản lý Thị trường. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Đăng Tiến, Thiếu tướng Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trương Văn Ba, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của ông Nguyễn Đăng Sinh, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Lê Hoang, Phó Chủ tịch Quỹ Chống hàng giả Việt Nam, trưởng Văn phòng đại diện phía Nam. Xin được chào đón ông Ngô Văn Nhân, Chủ tịch Hội Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Vĩ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đào Bình, Cố vấn Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp ACC Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Đình Tuyên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Quỹ Phát triển Kinh doanh, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam. Xin được nhiệt liệt chào đón sự có dịp có mặt của ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức. Tiếp theo, chúng tôi xin được chào đón ông Trần Giang Khuê, trưởng đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được nhiệt liệt chào đón ông Võ Văn Thêm, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao. Kính thưa quý vị, và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón sự có mặt của các doanh nhân, doanh nghiệp có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức sẽ lên phát biểu khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, các doanh nhân và đại diện các doanh nghiệp có mặt trong chương trình buổi lễ hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức chương trình Diễn đàn Hợp tác Phát triển Kinh tế, Bảo vệ Thương hiệu, Chuyển đổi số Doanh nghiệp Việt Nam và triển lãm Khảo sát Thương hiệu Vàng Chất lượng Quốc tế, Nhãn hiệu Độc quyền năm 2022, xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, quý doanh nhân, doanh nghiệp lời chào và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị, nhằm liên kết các doanh nghiệp có uy tín, doanh nhân có tâm, có tài, để cùng nhau xây dựng thương hiệu lớn mạnh ở tầm quốc gia và quốc tế, bắt kịp xu hướng thời đại công nghệ 4.0, chi nhánh Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Diễn đàn Hợp tác Phát triển Kinh tế, Bảo vệ Thương hiệu, Chuyển đổi số Doanh nghiệp Việt Nam và triển lãm Khảo sát Thương hiệu Vàng Chất lượng Quốc tế, Nhãn hiệu Độc quyền năm 2022. Chương trình bao gồm các hoạt động diễn đàn, trưng bày, giới thiệu, truyền thông giúp tạo động lực cho doanh nghiệp thúc đẩy cải tiến công nghệ,
nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh sau đại dịch COVID-19, quy trình bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng hệ thống quản lý bằng công nghệ mới, hướng đến sự chuyên nghiệp, uy tín và phát triển ngày càng bền vững và hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế. Chương trình tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, sáng tạo, bản lĩnh, luôn tâm huyết với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập phát triển, trang bị thêm cho doanh nhân, doanh nghiệp về các giải pháp chống giả, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây cũng là diễn đàn để các doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, cũng như gặp mặt các nhà lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí và các hiệp hội có liên quan. Thưa quý vị, trong quá trình triển khai chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận được rất nhiều hồ sơ đăng ký tham dự của doanh nghiệp trên khắp cả nước. Và để có sự hiện diện của các đơn vị doanh nghiệp trong ngày hôm nay, thông qua các tiêu chí mà chương trình đề ra nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số và bảo vệ giá trị thương hiệu, ngoài việc đánh giá, bình chọn của người tiêu dùng, ban tổ chức đã mời các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực về quản lý chất lượng, các nhà báo có uy tín, các đơn vị truyền thông tham gia ban xét chọn. Và hôm nay, ban tổ chức trân trọng mời tới đây trên 100 doanh nghiệp, 150 doanh nghiệp, doanh nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong năm vừa qua. Các doanh nghiệp được vinh danh chắc chắn sẽ rất tự hào vì kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đã góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước và sẽ là động lực để doanh nghiệp vươn xa hơn nữa trong thời gian sắp tới của nền kinh tế hội nhập trong thời đại ngày nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình Diễn đàn Hợp tác Phát triển Kinh tế, Bảo vệ Thương hiệu, Chuyển đổi số Doanh nghiệp Việt Nam và Triển lãm Khảo sát Thương hiệu vàng chất lượng quốc tế, nhãn hiệu độc quyền năm 2022. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý cùng đại diện các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương, các doanh nghiệp có mặt trong buổi lễ hôm nay và xin được gửi lời chúc tới quý vị đại biểu các doanh nhân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được cảm ơn lời phát biểu của ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ đây chúng tôi cũng xin phép được mời lên sân khấu Phó Giáo sư Tiến sĩ ông Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị 2 Văn phòng Chính phủ sẽ có đôi lời để chúc mừng chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí đại diện cho lãnh đạo của các cơ quan của Trung ương và địa phương và các hiệp hội, thưa toàn thể các quý vị doanh nhân, doanh nghiệp, thưa các vị đại biểu khách quý, lời đầu tiên cho phép tôi được chúc mừng chương trình Diễn đàn Hợp tác Phát triển Kinh tế, Bảo vệ Thương hiệu, Chuyển đổi số Doanh nghiệp Việt Nam và Triển lãm Khảo sát chương trình Thương hiệu Vàng Chất lượng Quốc tế, Nhãn hiệu Độc quyền năm 2022. Tôi xin phép được gửi tới toàn thể các quý vị lãnh đạo, các quý vị khách quý và toàn thể các quý vị doanh nhân lời chào, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Thưa các quý vị, đất nước chúng ta vừa trải qua những năm tháng hết sức khó khăn, đó là đại dịch COVID. Chúng ta vừa phải phòng chống dịch, vừa phải ổn định phát triển kinh tế và đã từng bước ra khỏi đại dịch, và đến hiện tại chúng ta cơ bản đã khống chế được dịch bệnh và bắt tay vào khắc phục hậu quả, đồng thời là tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh. Hôm nay các quý vị tổ chức hội thảo để bàn về phát triển kinh tế, bàn về hợp tác, bàn về xây dựng thương hiệu, chất lượng, bàn về duy trì phát triển sản xuất kinh doanh bền vững. Tôi thấy đây là một chủ đề rất là quan trọng và rất thiết thực đối với cả các cơ quan quản lý nhà nước, đối với cả các doanh nhân doanh nghiệp và toàn thể xã hội.
Với tinh thần đó, tôi nhân danh cá nhân xin chúc cho hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp, chúc cho toàn thể các quý vị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị 2, Văn phòng Chính phủ. Kính thưa quý vị, có thể nói tiếp theo chương trình sẽ là một phần rất là quan trọng. Trân trọng kính mời các doanh nghiệp có tên sau sẽ lên sân khấu nhận biểu trưng của ban tổ chức. Vâng, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam. Ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên sân khấu. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi cũng xin phép được mời các doanh nhân doanh nghiệp được đọc tên, chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu ngay bây giờ để nhận biểu trưng của ban tổ chức. Nguyễn Trọng Nghĩa đại diện cho thương hiệu Yến Xào Thịnh Chi. Đây là một đơn vị được thành lập và phát triển bậc nhất trong huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Và tính tới đây thì thương hiệu Yến Xào Thịnh Chi đã được nhân rộng và lan tỏa, nơi mang lại cho quý khách những sản phẩm chất lượng nhất về Yến trên toàn quốc. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và lắp ráp cửa kính nhôm C&D, thành lập vào năm 1992. Công ty là công ty của Canada có trụ sở tại Việt Nam, chuyên cung cấp các loại cửa kính nhôm kỹ thuật cao, cung cấp giải pháp hoàn hảo cho nhiều công trình nhôm, kính, kiến trúc công nghiệp, thương mại, nhà ở, khu biệt thự, thương mại. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty không ngừng được cải tiến, sáng tạo và phát triển trong suốt hơn 30 năm qua. Chúng tôi sẽ được mời bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Giám đốc Marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn BNY sẽ tiến lên sân khấu. Kính thưa quý vị, công ty BNY là đơn vị chuyên sản xuất các dòng sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp từ thiên nhiên. Các dòng sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm BNY đã mang đến rất nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng và được chị em phụ nữ khắp mọi miền Tổ quốc đón nhận nồng nhiệt. Xin trân trọng kính mời công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco, bằng niềm tin và nhiệt huyết của bản thân, mặc dù bước đầu kinh doanh vô cùng khó khăn, nhưng doanh nhân Phạm Thị Thu Hồng, tổng giám đốc công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco đã ngày càng trưởng thành, khẳng định được vị thế và đường đi của mình. Chị và công ty đã và đang tạo ra những dòng sản phẩm an toàn, chất lượng, uy tín vì sức khỏe cộng đồng, được khách hàng toàn quốc ưa chuộng và tin dùng. Xin được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Life Sport Group, tự hào là đơn vị cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam như ghế massage toàn thân, máy chạy bộ v.v. Các sản phẩm của Life Sport được nghiên cứu bởi các kỹ sư hàng đầu trên thế giới với những công nghệ tiên tiến nhất, mang đến những tính năng vượt trội cho khách hàng của mình. Xin trân trọng kính mời công ty cổ phần quốc tế MyMill. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trải qua hơn 10 năm hoạt động, công ty cổ phần quốc tế MyMill đã nghiên cứu và phát triển dòng sữa Vitamil bằng công nghệ chiết xuất sữa non USA hàng đầu thế giới với những ưu điểm vượt trội để sản phẩm được giữ nguyên vẹn dưỡng chất, giữ nguyên cấu trúc kháng thể, giúp tăng tối đa khả năng hấp thu, giúp phục hồi sức khỏe nhanh, điều hòa cholesterol, tăng cường đề kháng, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Mục tiêu của MyMill luôn đem đến sản phẩm chất lượng nhất đến với người tiêu dùng. Xin được mời đại diện của công ty cổ phần nệm Kim Á, là thương hiệu tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nệm tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm nệm cao su Kim Á được sản xuất dựa trên tiêu chí mang đến cho mọi người giấc ngủ an lành nhất. Vì vậy, nệm cao su Kim Á đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng, nguyên liệu sử dụng được nhập từ các thương hiệu cao cấp và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Công ty đã thực hiện triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Thương hiệu nệm Kim Á những năm gần đây đã thực sự để lại dấu ấn rất tốt trong lòng người tiêu dùng. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Vuvip. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vuvip chuyên cung cấp thực phẩm an toàn, nông sản sạch cho người dân với mong muốn mang tới cho mọi gia đình những sản phẩm an toàn nhất. Vuvip đã mang đến nguồn thực phẩm tốt, sạch, phong phú và nhiều dinh dưỡng thân thiện với môi trường nhằm chia sẻ những lo lắng của khách hàng khi lựa chọn sản phẩm hàng ngày cho gia đình. Chúng tôi xin được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Hồng Phúc, là đơn vị tiêu biểu về sản xuất và phân phối các sản phẩm nhãn hiệu rượu cao cấp trên thế giới. Rượu Hồng Phúc được đánh giá là một trong những thương hiệu có chất lượng và dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Các sản phẩm được sản xuất bởi quy trình được kiểm soát chặt chẽ, đạt được tiêu chuẩn rất công phu và tỉ mỉ. Rượu Hồng Phúc mang lại những sản phẩm chất lượng, hương vị khó quên cho thị trường. Chúng tôi sẽ được mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn BT Nhật Anh, là nhãn hiệu cà phê được sáng lập và điều hành bởi doanh nhân Phạm Thanh Hiền,
tuyển chọn những hạt cà phê có chất lượng cao nhất, được chế biến theo phương pháp truyền thống kết hợp với công nghệ sơ chế hiện đại của Mỹ, đã tạo ra những sản phẩm cà phê có hương vị thơm ngon nhất, có hương vị đặc trưng riêng của nhãn hiệu PT Nhật Anh. Chỉ sau 2 năm hoạt động, bằng khát vọng dẫn đầu và chiến lược phát triển bền vững, công ty đã mang lại cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất, luôn được tính đến yếu tố lợi ích lâu dài bền vững. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Mai Thư, là một trong những địa chỉ uy tín cung cấp sản phẩm xuất khẩu chất lượng cao dành cho bệnh viện, hệ thống nhà thuốc, người tiêu dùng. Tất cả các sản phẩm của Mai Thư đều được sản xuất bằng nguyên liệu chất lượng với công nghệ may tiên tiến đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật, giúp bảo vệ tối đa sức khỏe cho người tiêu dùng. Chính nhờ sự đầu tư tâm huyết và chuyên nghiệp của người sáng lập, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Mai Thư hiện đang làm tốt mục tiêu đề ra của mình là mang đến những sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho